Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Ngã Dục Phong Thiên Tác giả Nhĩ Căn Qua giọng đọc Cao Minh Thiện Mến chào các bạn đã trở lại kênh đọc truyện của Thiện Radio Góc Nhỏ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tới tập 268 của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Dĩ Căng nha à, Nếu các bạn thấy hay cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha Nhớ nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha Rồi, bây giờ chúng ta tập Bắt đầu với tập 268 Ngại Dục Phòng Thiền nha Trong tinh không, Phi To hóa thành cái cầu vòng Tốc độ so với mình hào tự bay nhanh hơn rất nhiều Nhưng mà đồng dạng linh thạch tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng Mạnh hào rất đau lòng nhưng mà lại không có cách nào khác Chỉ có thể không ngừng khảm lên thạch thượng phẩm vào Cái loại phi toa này Có rất ít người dùng để di chuyển đường xa Chỉ có thể di chuyển cự liên ngắn mới dùng Hành động như mạnh hảo Rất là hiếm thấy Ê, Vì bảo đảm Không có cái gì bất ngờ xảy ra Nên ta sẽ phải lấy nó ra thôi minh hảo vỗ lên túi chữ vật Sách bị đóng ra Bị đóng lập tức nói luôn miệng Lần này nói cái kiểu gì Nó cũng không chịu hợp tác Bất đắc dĩ Mạnh Hảo dứt khoát lấy cái gương đồng Thả anh Vũ ra Anh Vũ vừa ra thì lập tức gào khóc mà hét lên à, Hảo tử chết tiệt Chết tiệt chết tiệt Ngủ và ta rốt cục cũng đã đi ra rồi Cái con chim anh Vũ cứ kích động mà muốn khóc Nó bị phong ấn đã quá lâu Trong cái cảm nhận của nó Dường như là đã trải qua vạn năm rồi vậy Lúc này đi ra lập tức bay múa Tiếng hót truyền khắp cả bốn phía sẽ bị đóng biến quá hình dáng cho ta Nếu không ta sẽ tiếp tục phong ấn người ạ Minh Hạo nhìn bị đóng Và anh Vũ có một chút nhức đầu Chậm rãi mà lên tiếng Anh Vũ giận dữ Nó không muốn phối hợp Nhưng mà vừa mới nghĩ tới Cái khoảng thời gian đau khổ Vì bị phong ấn Chỉ có thể ảo tưởng về những cô nàng có lông Không thể tự mình đi thể chiêm nghiệm kia Lập tức sợ hãi Cuối cùng Mạnh Hảo đưa ra cái điều kiện Chỉ cần nó không phạm sai lầm nữa sẽ không bị phong ấn Nó lập tức nghìn ngang đi tới trước mặt của bị đóng Không biết lại dùng cái phương pháp gì Cuối cùng bị đóng mày ủ mặt ê Giúp Mạnh Hảo biến ảo Biến thành một cái bộ dạng khác Thậm chí dưới cái yêu cầu của Mạnh Hảo Nó còn thay đổi cả cái hình dáng phi toa Về một tiếng Phi toa lại lao đi Nhưng mà không có hướng về Đông Thắng Tinh Mà là phi hành theo cái đường vòng Mấy ngày sau cái người áo đen Tu Vi vừa qua cảnh tiên kia thì đã xuất hiện ở trên chiến trường của Mạnh Hào lúc trước. Ở nơi đó, hắn quan sát bốn phía, dần dần động dung. Đây, đây là lợi lửa gì đốt cháy chứ? Có cường giả cổ cảnh tu hành lực lượng quả hệ, hộ đạo cho hắn sao? Sắc mặt của cái người áo đen trở nên khó coi. Sau một hồi trầm ngâm, hắn liền tỏa ra cái thần thức, nhưng mà vẫn không tìm được cái dấu vết của Mạnh Hạo. Mà quan trọng nhất là, hắn không truy ra được cái khí tức của Mạnh Hạo nên không thể khóa được vị trí để tìm kiếm, tìm trong vô tận, đi tìm kiếm một người như là mò kim đáy bể. Ta nói người trốn không thoát, dĩ nhiên người sẽ trốn không thoát. Cái người áo đen hờ lạnh lên một tiếng, ta phải nhấc lên, trong tay của hắn liền hiện ra một cái mai rùa. Cái mai rùa này rất là cổ xưa, dường như là đã trải qua rất là nhiều năm tháng. Vì đánh chết người chủ thượng đã giao vị bảo này cho ta sử dụng. Có nó ta sẽ tính ra được tung tích của người à Cái người áo đen chậm rãi Nâng cái mai rùa lên Trong mắt lộ ra cái tia sáng kỳ lạ Truyền ra một cái loạt chú ngữ phức tạp khó hiểu Cuối cùng há miệng Phun ra một cái ngụm máu tươi lên cái mai rùa Phương hậu Hắn gầm nhẹ lên một tiếng Trong nhá mắt Cái mai rùa lập tức hấp thu toàn bộ máu tươi Rồi bất ngờ động đậy ở bên trong mơ hồ có một cái đám bọt khí hiện lên trong mỗi một cái bọt khí mơ hồ đều có cái hình ảnh xuất hiện dần dần cái người áo đen không có chớp mắt cười lạnh quan sát hắn rất là tin tưởng với cái dị bảo này nhất định sẽ lần theo quyết mạch tộc nhân tìm được mạnh hạo một lát sau dị bảo đột nhiên phát sáng trong cái bọt khí bất ngờ xuất hiện một người chính là cái hình ảnh của mạnh hạo nhưng mà ngay tức khắc đột nhiên dị bảo chợt chấn động mạnh một cái như thế trong quá trình tìm kiếm mạnh hạo gặp phải quấy nhiễu và cắn cả không thể tưởng tượng được như vậy âm đến một tiếng không ngờ lại trực tiếp nổ tung chia năm sẽ bảy mà trong cái quá trình vỡ vụn từ trong dị bảo đột nhiên xuất hiện một cổ ký tức khiến cho cái người áo đen run rẩy khí tức này long chạy lở đất trong nháy mắt đã khiến cho đầu óc của người áo đen chấn động mạnh một cái mạng này quá đột ngột cái người áo đen không kịp phản ứng Lập tức bị cái lực lượng tự bạo của dị bảo ảnh hưởng Thân thể chấn động Liên tiếp bị chấn lui ra suốt 10.000 trượng Phun ra ba cái ngụm máu tươi vẻ mặt quảng sợ Không thể chờ ra xuống mệnh Sắc mặt của gã tái nhật Nhớ lại cái khí tức vừa nãy Da đầu lập tức tê dại Thời gian dần trôi qua Đảo mắt đã qua 3 tháng Trong 3 tháng này không khí trong phương gia ở đông thiên tinh có một chút quỷ dị Vốn theo thời gian ước định Ba tháng sau sẽ có tộc nhân trở về Nhưng mà tới lúc này vẫn chưa thấy người quay về Chàng nghi thức đón tiếp Cũng đã bị quỷ bỏ Tiếp đó thập cửu công tử Trưởng tôn dòng chính nhất mạch của phương gia Đi ra ngoài đón người Không ngờ cũng mất liên lạc Không có dấu vết Khiến cho bầu không khí càng thêm bất bình thường Tộc nhân dòng chính nhất mạch Toàn bộ phẫn nộ Có không ít người lập tức rời khỏi đông thắng tinh Tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không có thu hoạch được gì chẳng những dòng chính tìm kiếm mà rất là nhiều tộc nhân cũng đều đi tìm mạnh hạo trừ bọn hỏi ra còn có một cái đám người áo đen cũng đang tìm kiếm hắn sống thì phải gặp người chết thì phải thấy xác không ai dám báo tin cho phương tú phong ở nam thiên tinh cho đến khi thập cửu công tử trở về sắc mặt của hắn ầm ầm đến cực hạn lập tức thông báo cho đại trương lão đại trương lão tỏ ra rất là phẫn nộ sau khi điều tra biết được sở dĩ truyền thống trận sụp đổ là bởi vì có tông môn đã từng có thù với thập cửu thiết kế mai phục mà mà nào hiển nhiên là bị liên lụy chuyện này gây ra náo động rất lớn thậm chí phương gia còn phải ra một cái đội cường giả trực tiếp quỷ diệt tông môn kia khiến cho bác phương chấn động lại ba tháng nữa đã đi qua tin tức về mạnh hạo thủy chung vẫn không có thập cửu thúc cô hắn suốt ngày ấy nấy mỗi một ngày đều ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà vẫn không thể tìm được. Đối với Phương Tú Phong, thập cửu cảm thấy rất là hổ thẹn. Hắn không dám nói cho Phương Thú Phong biết, từ nhỏ hắn đã sợ hãi cái người đại ca này. Hắn biết tính tình của đối phương, một khi Phương Tú Phong biết cái chuyện này, trước mắt không biết sẽ xuất hiện biến quá gì, nhưng mà tương lai nhất định sẽ là một trường hạo kiếp. Phương gia dần dần ổn định lại, độc nhân tìm kiếm mạnh hạo cũng càng ngày càng ít đi. Cho đến cuối cùng ngoại trừ dòng chính nhất mạch Vẫn còn ra ngoài tìm kiếm ra Thì không ai hỏi tới nữa Nhưng mà đối với một cái gia tộc cường đại giống như Phương Gia mà nói Dòng chính nhất mạch đã từng là mạch huy hoàng nhất Gia gia của Mạnh Hảo có tu vi kinh thiên Có vị tổ tiên chấn giữ gia tộc Còn có phụ thân của Mạnh Hảo Chấn nhiếp mọi thiên kiêu cùng thế hệ Nhưng mà hiện tại Gia gia của Mạnh Hảo là mất tích Lão tổ dòng chính thì niết bàn Lựa chọn theo chân lão tổ bế quan mà Phương Thú Phong Thì lại ở đang ở Nam Thiên Tinh Nhất là Mạnh Hạo Thân là trưởng tôn Lại trở thành phế vật Khiến cho dòng chính nhất mạch dần dần xuống dốc Từ huy hoàng của năm xưa trở nên suy yếu Tới điểm này Ở trong phương gia Chỉ còn có một cái thành tộc nhân Là còn nguyện trung thành với dòng chính Mà theo dòng chính xuống dốc Các hệ thứ cũng liền nổi lên Nhất là trong đó có một mạch Không chỉ xuất hiện cái thiên kiêu phương vệ mà đời phụ thân, đời ông cũng đã phát triển rực rỡ, danh chấn ngoại giới. Mấy trăm năm qua, đã cống hiến cho phương gia không ít, mà cái thế lực ở trong gia tộc cũng ngày càng khổng lồ, nắm giữ gần như là ba thành tộc nhân. Về phần hơn sáu thành tộc nhân còn lại, đều chia cho các dòng nhánh khác nhau, tương hổ lẫn nhau, thuộc cái loại chung lập bình thường. Lại nửa năm nữa qua đi Cách cái thời điểm Mạnh hạo mất tích đã gần một năm ngay cả dòng chính cũng đều đã mất đi cái lòng tin Ảm đạm trở về Rất ít người còn kiên trì tìm kiếm Cho dù là cái đám người áo đen kia Cũng đều đã bỏ cuộc Bọn chúng cho rằng Mạnh Hảo đã chết ở bên ngoài Về phần cường giả áo đen tu vi Vượt qua tiên cảnh kia Cho dù là hắn Cũng đều không thể tìm ra dấu vết của Mạnh Hạo Dù sao thì tinh không cũng quá là lớn Mà có việc phong tỏa vùng tinh không Ở bên ngoài Đông Thắng Tinh Rất là không thực tế Động tĩnh quá lớn Đông Thắng Tinh từ từ khôi phục lại cái nếp sinh hoạt thường ngày. Dường như là Mạnh Hạo đã bị quên lãng. Một ngày nọ, tại tinh không bên ngoài Đông Thắng Tinh, có hai chiếc phi to mười trượng lưu siêu bay tới gần. Trong một chiếc phi to Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, áo quần của hắn rất là sọc sệt, sắc mặt khô vàng. Nhưng mà ánh mắt lại sáng lấp lánh, hắn nhìn như là chật vật, nhưng mà trên thực tế so với trước khi rời khỏi Nam Thiên Tinh, dường như đã cường đại hơn không ít. Cái khoảng cách tinh không nhìn như là không xa kia Vậy mà hắn phải mất gần một năm Mới rút cuộc mới đi hết Tiêu hao linh thạch Đã đặt đến cái con số khổng lồ Mỗi lần nghĩ tới Mà đạo điều nghiến răng nghiến lợi Đau lòng đến cực hạn Nhất là trong một năm qua Hắn không thể không cẩn thận đề phòng Mới tránh khỏi đuổi giết Nhưng mà trên đường vẫn gặp mấy lần hung hiểm Chạm chán những tu sĩ tà đạo Phải đấu pháp nhiều lần Có thể nói một năm qua Đối với Mạnh Hạo mà nói Chính là một lần tôi luyện Khiến cho hắn đã nhanh chóng quên đi Cái cảm giác được phụ mẫu Ở bên cạnh che chở Lên một lần nữa tìm lại cái cảm giác Một thân một mình đi lại giữa trời đất năm xưa Ê, Rốt cuộc Cũng thấy được đồng thắng tình rồi à Tại một cái vùng tinh không giáp đồng thắng tình Mạnh Hảo đang quan sát tinh cầu ở trước mặt Tinh cầu này rất lớn Có ba phần là màu lam nước biển bảy phần là lục địa Nhưng mà trong đó Có một nửa khu vực là màu đỏ tràn ra cái cảm giác yêu dị Ở bên ngoài tinh cầu Còn có một cái vùng hào quang rộng lớn Trong đó có vô số vẫn thạch lơ lửng trôi đi Trông rất là rực rỡ Mà nào chăm chú quan sát Bất ngờ đã phát hiện ra Trên một số vẫn thạch bên trong vùng hào quang kia Không ngờ lại có một số tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa Thậm chí còn mở ra cái động phủ ở bên trên đó mà tu luyện toàn bộ tinh cầu có vô số cường giả tỏa ra các khí tức kinh thiên khiến cho đông thắng tinh sừng sững trong tinh không vô cùng rực rỡ mà ở bên trong tinh cầu mặc dù mạnh hạo vẫn chưa bước chân vào nhưng mà cũng có thể cảm nhận được nhất định là rất phồn hoa hắn mới nhìn một chút ở bên ngoài đã thấy được có rất là nhiều tu sĩ đang tới lui tạo thành rất là nhiều giải cầu vòng muôn màu muôn vẻ hơn xa nam thiên tinh chỉ có điều bên trong cặp mắt của mạnh hạo lại toát ra vẻ lạnh lùng. Mạnh Quỳnh, đây là Đông Thắng Tinh. À, khi nào Mạnh Quỳnh xong chuyện, nhớ tới Dược Tiên Tông tìm ta đó nghe. Chúng Ta sẽ giới thiệu cho ngư và bằng hữu. Trong khi Mạnh Hạo còn đang nhìn về phía Đông Thắng Tinh, thì phía tớ bên cạnh chợt truyền ra thần niệm. Nơi đó có một cái thanh niên khoanh chân tĩnh tọa. Thời khắc này đang mỉm cười nhìn về phía của Mạnh Hạo. Cái người thanh niên này tên là Phùng Tâm. Được Minh Hạo trên đường đi cứu thoát khỏi một đám tà tu. Đối phương rất là cảm kích. Sau khi hai người nói chuyện với nhau, thì ra cái người này là đệ tử của Dược Tiên Tông trên Đồng Thắng Tinh. Nghe Mạnh Hạo nói muốn đi Đồng Thắng Tinh, hắn lập tức tự tiến cử, đích thân mà dẫn đường. À, đại tà phụng quân, nhất định, nhất định mà. Minh Hạo mỉm cười, vẻ cái vẻ lạnh lùng trong mắt khi mà nhìn về Đồng Thắng Tinh cũng lập tức biến mất. Dựa theo phân tích của ta, người ở trong phương gia chặn giết ta có vẻ rất là kiên kỵ bọn chúng kiên kỵ chính là phụ thân của ta còn có một cái nguyên nhân nữa có lẽ liên quan đến gia tộc không muốn để cho người khác biết được bọn chúng giết ta cho nên bọn chúng muốn dụ thập cụ thúc đi chút khác cho nên chúng đã điều động những cái người áo đen kia nhất là từ cái ký ức trong đầu đã bị xóa đi kia hết thảy đều chứng minh cho suy si đoán của ta rồi như vậy với ta mà nói phương gia nhìn như là nguy hiểm nhưng mà trên thực tế là là chỗ an toàn nhất Bọn chúng không dám đối phó với ta Ở ngay trong phương gia đâu Địa vị của ta tại phương gia càng cao Thì bọn chúng lại càng không dám <laughs> Minh Hảo cười lạnh Khống chế phi to Từ từ tiến vào gần với Đông Thắng Tinh Khi hắn vừa mới tiến vào gần một chút Thì lập tức có một cổ thần thức cường hãn Từ bên trong Đông Thắng Tinh À mầm đã chào ra Bao phủ Mạnh hạo, Sau đó rất là nhanh liệt tiêu tán Sự đột nhiên cái thần thức kia hóa thành một cái lượt lốc xoáy xuất hiện trước mặt của mạnh hạo cùng lúc đó bên tai của mạnh hạo truyền tới một cái giọng nói vô tình lạnh như băng tàu sĩ ngoại lai tiếng vào lốc xoáy phía trước sẽ được tiếp dẫn linh tinh cầu chuẩn bị tiếp dẫn bài cùng ngọc bài thân phận của các người đi cặp mắt của mạnh hạo kính đáo lóe lên một cái sau khi thấy được trước mặt cô phùng tầm cũng có một cái luồng lốc xoáy tâm thần liền ổn định lại, nhất là sau khi thấy được những tu sĩ ở phía xa đến Đồng Thăng Tinh cũng đều như vậy, thì mình Hao liền hiểu rõ, đây chính là quy củ ở Đồng Thăng Tinh. Mạnh Quân, Đồng Thăng Tinh này quy củ rất là nhiều, mỗi lần có người đến đều là như vậy hết á Nếu không có tiếp dẫn bài công giấy ngọc bài thân phận thì sẽ phải bỏ ra cái linh thạch gấp mấy chục lần mới có thể vào á. Mà thời gian lưu lại bao lâu cũng đều dùng linh thạch để mua hết. Nếu ngạch kháng xong vào Sẽ bị giết chết á Không có cách nào Ai bảo phường Gia thế lớn làm chi Tổng bộ đông thắng tinh Là năm xưa quý chủ ban thưởng cho phường Gia Phùng tâm cười khổ Thu hồi phi toa Rồi hướng về phía của Mạnh Hảo ôm quyền Bước chân vào trong lốc sấy để biến mất Mạnh Hảo chỉ hơi chậm ngâm Rồi cũng thu hồi cái phi toa Bước chân vào trong lốc xế Trước mắt ánh sáng nhớ lên một cái Sau khi ổn định lại mình nào đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời mơ hồ có một cái tầng hào quang bao phủ ở phía dưới đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy được mặt đất ở phía dưới mà ở phía trước của hắn chính là một cánh cửa to lớn cái cửa này cao mấy vạn chuyện làm bằng đồng xanh chàng đầy cổ xưa bên trên điêu khắc đồ án từng cái hình ảnh lông trời lở đất thời viễn cổ nhưng mà nếu cẩn thận quan sát thì lại nhìn không rõ chỉ có ba chữ bất kỳ kẻ nào cũng có thể thấy được đồng thiên môn chỉ là một cánh cửa mà hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút lại. Cái cửa này không ngờ cùng với chân tiên môn có một chút tương tự. Hai bên cửa bất ngờ có trên trăm tu sĩ đang lạnh lùng nhìn bốn phía. Trước mặt bọn họ có hơn một ngàn người đang xếp bằng. Lục tục tiến vào bên trong đông thiên môn. Hai bên đông thiên môn còn có ba cái cánh cửa hơi nhỏ hơn một chút. Một cánh cửa trên đó viết khôi thần. Một cánh khác lại điêu khắc. Một cái đó quyết lan hoa. Mà cái cánh cửa cuối cùng trông rất là đặc thù Thoạt nhìn phong cách cổ xưa Không có gì lạ Nhưng mà không ngờ trên đó lại tỏ ra một cái loại lực lượng Khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy Quyết mạch sôi lên à, Mạnh Quỳnh Đây là Đồng Thiên Môn Ba cánh cửa khác Một cái thuộc về Khôi Thần Giáo Một cái thuộc về Quyết Lan Giáo Còn cái còn lại chính là cánh cửa Chỉ có đệ tử Phương Gia mới có thể đi qua thôi á Phùng Tâm xuất hiện ở bên cạnh của Mạnh Hạo Giới thiệu với hắn chỉ có trước cửa Đông Thiên Môn Có nhiều tu sĩ xếp hàng nhất Mà Đại Môn Khôi Thần Giáo và Quyết lan Giáo Không có tu sĩ trước cửa Về phần Đại Môn của đệ tử Phương Gia kia Cũng không có ai Mạnh Quynh Chỉ có bước chân qua cửa ấy này Mới có thể đi vào đất Đông Thắng Tinh Phùng Mổ là người thuộc Tông Môn trên Đông Thắng Tinh Mặc dù Dược Tiên Tông Không có là Đại Môn ở bên ngoài Nhưng mà cũng có đặc quyền nhưng mà ngươi là người đầu tiên đến Ta ở chỗ này bồi ngươi đi cùng Tới là tốt rồi Phùng tầm hướng về phía của Mạnh Hảo ôm quyền mỉm cười nói Mạnh Hảo ôm quyền cảm tạ Hai người xếp hàng ở phía sau đội ngủ Mạnh Hảo quan sát một màn này Cảm thấy rất lạ lẫm Cho năm thiên tinh Hắn trước đây chưa từng gặp qua Đồng thắng tình quá lớn Nhưng mà bất kể là phòng thủ hay là trật tự Đều vô cùng xâm nghiêm Có rất là nhiều quy củ Tất cả tu sĩ ra vào Đều phải qua kiểm tra Chỉ khi là trở thành người của các tông môn Trên đồng thắng tinh Thì mới có thể được hưởng thụ đặc quyền Mà cái đặc quyền lớn nhất chính là phương gia Mạnh hạo đứng phía sau hàng người Tu sĩ xung quanh hắn Tông bộ đều là tiên cảnh Nhưng mà phần lớn đều là Nhị, tam cảnh, ngũ cảnh Trở lên thì rất ít Dù sao thì tiên cảnh mới có thể bước chân vào trong tinh không Còn linh cảnh chưa có thể lưu lại trên tinh cầu những người này nhìn như là không ít Nhưng mà toàn bộ đều là ngụy tiên Thời gian trôi qua Từng tu sĩ một lục tục tiến vào trong đông thiên môn Mà nào ở phía sau thần sắc vẫn như thường Lãnh lùng nhìn từng cái tu sĩ đưa ra linh thạch Đợi lấy một cái ngọc bài Trong lúc đó Cũng có một vài tu sĩ khôi thần giáo và quyết lan giáo Từ tinh không trở về Trực tiếp tiến vào trong đại môn Thuộc về tông môn của bọn họ Trong nháy mắt liền đã biến mất Thỉnh thoảng cũng có người từ hai cái đại môn này bay ra rất nhanh đã qua hai canh giờ Trước mặt của Mạnh Hạo Chỉ còn lại có bảy người Khi mà chuẩn bị đến cái phiên hắn Cùng với phùng tầm Thì bỗng nhiên ở bên trên tinh không Chờ có cái gợn sống khuất tán Trong chớp mắt Có bảy tám thân ảnh bay nhanh phát ra cái hào quang tiến đến Bảy tám người này quần áo đẹp đẽ quý phái Lẫn nhau cười nói Đi lại như là hoa viên nhà của mình vậy Nhất là hai cái người cầm đầu Thần thái hương phấn Tinh thần sung mãn Tư vi cũng không tầm thường trên người bọn họ mơ hồ tràn ra một cổ khí chất cao quý là tộc nhân của phương gia á phùng tâm lập tức nói khẽ với mạnh hậu ta nhận ra hai cái trước mặt này đó chính là tộc nhân dòng thứ của phương gia địa vị gần giới hệ thứ xung quanh lập tức có tu sĩ thấp giọng mà nghị luận thần sắc của mạnh hậu vẫn như thường ánh mắt kính đáo để lên một cái ở bên ngoài đông thiên môn hơn một trăm tên tu sĩ khi thấy bảy tám người này Vẻ mặt lập tức nghiêm lại, vội vàng bước nhanh về phía trước, bảy tám người này ôm quyền quý đầu thật sâu. "À bả kiến chờ vậy công tử." Ấy. Hai người đứng đầu trong bảy tám người kia mỉm cười, quay đầu lại nhìn nữ nhân phía sau, mở miệng cười. "Hồng mội người đi ra ngoài lịch luyện trở về cũ thúc chờ người đã lâu rồi á." Cái nữ nhân kia trông rất là xinh đẹp, nghe vậy liền mỉm cười, gật đầu rồi tiếp tục tiến bước cùng với mọi người. Khi đi qua đám tu sĩ đang xoay mình cúi đầu, nàng vẫn chưa tiến vào Đông Thiên Môn, mà là đi về phía đại môn của phương gia, Nhất cái chân bước vào. Cánh cửa kia lập tức phát sáng, cái độ cao của cái tia sáng này tùy thuộc vào quyết mạch. Nữ nhân được xưng là hồng mũi kia, sau khi tiến vào thì tia sáng liền dâng lên chừng trăm trượng. Đậu sáng quyết mạch trăm trượng Nữ nhân kia địa vị của nàng ta Tại phương gia nhất định rất cao á chẳng lẽ nàng ta chính là Phương Hồng sao chứ? Hẳn là nàng ta rồi, đại môn cái phương gia này chỉ có tộc nhân mới có thể mở ra được, huyết mạch càng dày đặc, ánh sáng trên cửa càng cao á. Nằm trước á, ta có đã từng nhìn thấy cái vệ công tử nghe, khi mà hắn đi qua đại môn phương gia, ánh sáng cao tới 8.000 trượng lớn á, khí thế như hồng luôn. Những cái tu sĩ xung quanh mạnh hậu, rối rít thấp dòng mình nghị luận, vẻ mặt đều tỏ ra vẻ hâm mộ Quyết mạch trong người Bọn họ không thể thay đổi Nhưng mà cho dù chỉ trở thành đệ tử ngoại tộc của phương gia Cũng vẫn có một cái loại vinh dự phương tâm tuy là đệ tử dược tiên tông Nhưng cũng không khỏi cảm khái Không ngừng giới thiệu với mạnh hạo Đủ thứ đại ngộ Khi là tộc nhân của phương gia trên đông thắng tinh Trong đại nói của hắn Dường như là đối với thân phận của mình Cũng rất là tự hào Phượng gia tì mạnh đó, Nhưng mà cũng không mạnh hơn Vượt tiên tông ta bao nhiêu đâu Minh Hảo nghe Phùng Tầm nói trầm mặt không nói gì Lúc này những tu sĩ đang xoay người hành lễ kia Mới chậm rãi mà thẳng người dậy Thần sắc lại trở nên nghiêm túc Tiếp tục thu linh thạch Để tu sĩ chiếp hàng chờ đợi Lần lượt mà qua cửa Không biết bao lâu liền đến phiên của Minh Hảo Đứng ở trước cửa Tên tu sĩ phụ trách thu linh thạch Cái đại hán có một cái bớt màu đen Khiến cho hắn nhìn qua có một chút dữ tợn lúc này Đang lạnh lùng nhìn về phía của Mạnh Hạo Lâu lại đây bao lâu Có lệnh bài thăng phận hay không Nếu không có Một ngày trăm khối linh thạch vượt qua một tháng Thì mỗi một ngày ngàn khối linh thạch vượt qua hai tháng Thì mỗi ngày mười ngàn linh thạch Minh Hạo nhớ mày Lúc trước hắn đứng ở phía sau Cũng đã biết được chi phí đi vào đồng thắng tinh cái giá này hắn cảm thấy đích thực quá mắc Nhưng mà nếu có cái lệnh bài thân phận Tất thì mỗi một ngày chỉ cần 10 khối linh thạch mà thôi Không có lệnh bài thân phận Hắn chỉ hơi chậm ngâm Thời khắc này ta phải nhắc lên Lấy ra 100 cái khối linh thạch Đưa cho đối phương Một ngày Cái tên tu sĩ trên chán Có cái bớt màu đen kia mỉm cười Hắn đã ở đây nhiều năm Cũng đã gặp qua không ít tu sĩ Chỉ lưu lại có một ngày nhưng mà hầu hết trong đó đều là cố chấp lưu lại ý đồ trốn tránh nộp linh thạch mà cái người như vậy toàn bộ đều bị tu sĩ phương gia bắt lại cuối cùng đều phải bỏ ra linh thạch hắn quan sát mạnh hậu vài lần không có nói nhiều lời ném ra một cái khối lệnh bài màu trắng anh mắt chuyển đến phùng tầm phía sau của mạnh hậu vẻ mặt của phùng tầm không giống như khi đó mặt với mạnh hậu thời khắc này hắn hơi tỏ ra ngạo nghễ ném ra một cái tấm lệnh bài Tu sĩ kia sau khi nhìn thấy được linh bài này Lập tức lộ ra cái nụ cười Mặc dù không có ôm quyền giống như đối với phương gia Nhưng mà thái độ cũng rất là niềm nở Mạnh hảo cầm lệnh bài màu trắng Bước chân vào đông thiên môn Hắn không phải là không phát hiện ra Cái ánh mắt của đối phương vừa nãy Nhưng mà với tính tình của hắn Lấy ra một trăm khối linh thạch Hắn cũng rất là đau lòng Nhưng mà ngay sau khi hắn vừa bước chân với Cửa đông thiên môn Chuẩn bị tiến vào Thì đột nhiên cánh cửa chấn động một cổ lực lượng bài xích và phủ xuống bao phủ trên người của mạnh hạo trực tiếp đẩy hắn từ bên trong cửa bắn ra bên ngoài một cái mạng này lập tức khiến cho những tên tu sĩ đang xếp hàng Rớt xích tỏ ra thương cảm mà nhìn lại phùng tâm cũng sững sờ sau đó dường như là nghĩ tới điều gì không khỏi nhíu mày nhưng mà những tên tu sĩ bảo vệ cửa này lập tức tu vì bạo phát trong nháy mắt đã bao vây lấy mạnh Thảo Ê, bị động thiền môn bài xích Xem ra người là cái hạng người Lòng giả khó lượng ưa Theo chúng ta đi một kiến Sau khi điều tra rõ nguyên nhân Nếu người vô tội tự nhiên sẽ được thả rời đi Đồng thiền môn Chỉ có cản trở những cái kẻ lòng mang ác ý Tù gì của người không cao Nếu dám phản kháng lập tức diệt sát Những cái tên tu sĩ phụ trách bảo vệ cái cửa này Từng tên một điệp cười lạnh Nhìn về phía của Mạnh Hảo Mạnh Hảo nhíu mày cúi đầu liếc nhìn cái lệnh bài thân phận trong tay trong một cái chớp mắt vừa nãy, hắn rõ ràng đã nhận ra nguyên nhân bị Đông Thiên Môn cản trở chính là Ngọc Giản này. Phùng Tâm lập tức tiến lên, dùng cái thân phận của hắn ra mặt nói giúp cho Mạnh Hậu vài câu. Cái tên tu sĩ có cái bớt màu đen trên chán lúc này mới chậm rãi mà lên tiếng. Nếu mà Phùng Hạo Đạo Hữu đã bảo đảm cho ngươi, ta sẽ không có gì cứu. Ngươi nợp 10.000 linh thạch tiền đặt cọc, chuyện này sẽ cho qua. Trong mắt của hắn lộ ra cái vẻ chăm chọc Trong mắt hắn minh hạo không có cái lệnh bài thân phận Tu vi cũng không cao Cái người như vậy nhất định là ở bên ngoài gặp phiền toái Muốn thế đồng thắng tinh tị nạn đây Nếu như là hào phóng một chút Trực tiếp lấy ra vạn cái linh thạch mua mạng Bọn họ cũng sẽ không làm khó Còn có hạng người tới nương nhờ đồng thắng tinh Nhưng mà lại cố tình keo kiệt Mỗi lần gặp Bọn chúng đều sẽ dạy dỗ một chút Dĩ nhiên Nếu đối với tu vi của đối phương cao thâm thì bọn họ sẽ không dám. Nhưng mà tu vi của mình hạo chỉ có như vậy. Chính là đối tượng nằm trong phạm vi bọn họ có thể dọn dẹp. Nếu không phải có phùng tầm ra mặt, bọn chúng cũng không có muốn đắc tội. Thì lần này ắt không phải khỏi đem đối phương lột ra một lần. Sát cơ trong mắt của mình hạo chật lóe lên một cái. Hắn không nghĩ tới chỉ vì tiếc linh thạch, không nộp tiền ở lại lâu ngày, liền đưa tới tranh chấp như thế. Nhất là tại nơi này là phương gia đông thắng tinh nhất là mạnh hạo một đường đi tới đây rất là chắc chở trên đường còn bị đuổi giết hết thảy điều đó khiến cho những gì mạnh hạo đè nén trong lòng thời khắc này mơ hồ muốn bạo phát vốn hắn muốn sau khi tiến vào trong đồng thắng tinh sẽ quan sát một chút sau đó mới tới phương gia nhưng mà vào lúc này mạnh hạo đã thay đổi chủ ý mình cần gì phải cúi người như vậy chứ nếu đã đến đồng thắng tinh hắn muốn cũng muốn xem thử cái kẻ nào dám ở chỗ này giết chết hắn mạnh hạo cười lạnh tay phải vỗ túi chư vật phất tay áo một cái 10 ngàn linh thạch liền ào ào đổ ra chất đóng như là một tòa núi cái đám tu sĩ phụ trách bảo vệ đông thiên môn lập tức nở cái nụ cười chăm chọc cái tên tu sĩ trên trán có cái bớt màu đen kia quơ một chảo vào hư không lập tức thu cái đống linh thạch kia khinh miệt nhìn mạnh hạo rồi ném cho hắn một cái tấm ngọc bài khác Sớm đã biết như vậy Cần gì phải phiền tối chứ Ngươi có thể đi vào đông thắng tinh là được rồi <laughs> Phung tâm thì vội vàng tiến đến gần mạnh hạo Cười khổ Thấp dòng lên tiếng à Lạch cho ta lúc trước Sợ xuất cái chuyện này Mạnh quân nhịn đi Bọn chúng không phải là thủ vệ bình thường đâu Mà chính là con cháu ngoại tộc Của phương gia đó Ây da, giờ nãy nếu người mua nhiều thêm mấy ngày thì bọn chúng cũng sẽ không làm khó đâu không ngờ uh, người không có lệnh bài thân phận mà lại chỉ mua có một ngày phùng tâm thầm lắc đầu nếu không phải mạnh hạo ân cứu mạng đối với hắn thì hôm nay hắn cũng sẽ không ra mặt báo đáp thân sắc của mạnh hạo vẫn như thường nghe phùng tâm nói vậy hắn liền hờ hững mà lên tiếng chuyện này đã tạ phùng Quynh nhưng mà những linh thạch của mạnh mổ trên đống thắng tin này kẻ nào cầm đi bao nhiêu sẽ phải trả cho ta lại gấp trăm lần đấy hắn vừa nói ra phùng tâm lập tức sửng sốt Mạnh hạo xoay người không có đi tới hướng đồng thiên môn mà lại hướng về đại môn của phương gia cất bước tiến vào một cái mạng này lập tức khiến cho tu sĩ xung quanh nhạo nhau giật mình mắt thấy mạnh hạo không ngờ lại tiến về đại môn của phương gia không khỏi sửng sốt hơn một trăm tu sĩ phụ trách bảo vệ nơi này cũng đều rối kinh ngạc cái tên này điên rồi không ngờ lại đi về đại môn của phương gia cái hãng người không biết sống chết tự tiện xong vào đại môn phương gia không cần ta ra tay cánh cửa kia cũng sẽ ép chết hết hắn đấy người nghe cái tu sĩ trên chán có cái bớt màu đen cười lạnh mà lên tiếng phun tâm thì biến sắc nhanh chân mà đuổi theo ờ, mạnh quýnh cái, cái, cái nơi đó nơi đó không thể tiến vào đâu không phải quyết mạch của phương gia bước trần vào như định sẽ chết đó minh nào ngoảnh mặt làm ngơ nhớ là một cái lập tức đã tới gần hắn đứng trước cửa theo rất là nhiều ánh mắt kinh ngạc của đám tu sĩ Nhất cái chân bước vào cái người đầy điên rụi trừ phi hắn có quyết mạch của phương gia nếu không hắn phải chết không thể nghi ngờ đó nhưng mà nếu hắn có quyết mạch của phương gia thì sao lại xếp hạng ở chỗ này với chúng ta chứ giả lại còn phải nộp linh thạch á hay là hắn có một cái dạy thủ đoạn nào đó nhưng mà cũng không có khả năng ngang cái cửa chính của phương gia này dù là tộc nhân của phương gia dùng bất kỳ cái thủ đoạn nào cũng đều không thể ẩn giấu quyết mạch không phải tộc nhân của phương gia bước chân vào là chết đâu á ở bên ngoài đông thiên môn mỗi người nhìn thấy mình hạo như thế đều bàn tán ầm ĩ hơn 100 tu sĩ ngoại tộc phương gia phụ trách bảo vệ đông thiên môn thời khắc này đều đang cười lạnh nhất là cái tên tu sĩ trên chán có cái bớt kia trong mắt lại lộ ra cái ý chăm chọc <laughs> tự mình muốn chết thì chẳng trách người khác được Ở phùng đậu hữu à cũng không phải tại hạ không để cho người mặt mũi ngang ta đã để cho hắn bước chân vào đông thiên môn rồi nhưng hắn cố tình lựa chọn cái chết đó phùng tâm dậm chân một cái sắc mặt lo lắng nhưng mà cũng không có cách nào Đúng lúc này Mạnh Hảo bước chân Chỉ cách nửa bước là bước chân vào cửa chính của Phương Gia Gần như là khoảnh khắc thân thể của hắn bước chân vào Thì cửa Phương Gia liền chấn động trầm trầm <laughs> Sắp bị, sắp bị chấn áp chết rồi Cái tu sĩ trên chán có cái bớt màu đen Trong cái nụ cười mang theo cái ý âm lãnh Nhưng mà trong cái chớp mắt Cái nụ cười của hắn liền động lại Biến thành khó tin Mà mọi người trước đó còn đang bàn tán ầm ĩ thì tất cả trong cái chớp mắt này toàn bộ đều mở to mắt hơn 100 tu sĩ ngoại tộc của phương gia phụ trách bảo vệ đông thiên môn cũng đều trong phút chốc từng người trợn mắt há hốc mồm phun tâm trong cái mắt lộ ra khiếp sợ trong ốc nổ ầm ầm lên một tiếng không thể tin hít một hơi lạnh bởi vì mọi người bọn họ đều trong một cái chớp mắt này tỏ mắt nhìn thấy ngay khi thân mình của mình hảo bước chân vào cửa phương gia thì cái cánh cửa này chấn động không ngờ xuất hiện cái tia sáng cái tia chớp này một cái đã cao đến 100 trượng. Điều này đã khiến cho mọi người chú ý, trong bộ đều là ánh sáng của cửa phương gia. Là, làm sao có thể chứ? Cái tên tu sĩ cái chán có cái bớt màu đen, thân thể rung lên bằng bật. Hắn không thể tin thất thanh kêu lên. Các tu sĩ phụ trách bảo vệ đông thiên môn khác, cũng đều hô hấp dùng dập, trong đầu ầm ầm mà nổ vang. Trời ơi, cái cửa phát sáng một trăm trượng trời ơi là trời hắn là tộc nhân của phương gia đó mà còn không phải là tộc nhân bình thường nữa có thể sáng lên trăm trượng nói rõ quyết mạch quán hắn vượt ra khỏi tộc nhân bình thường rồi á ẩn hắn là tộc nhân phương gia sao nhưng mà vì sao trước đó còn định đi lối động thiên môn mỗi người ồ lên nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo lại rơi vào trong tỉnh mịch bởi vì cái mình hào hạ chân bước xuống ngay khoảnh khắc nửa người bước chân vào cửa của phương gia, cái cửa phát sáng không ngờ từ một trăm chưởng âm âm nhảy vọt trực tiếp đạt tới cao ngàn chưởng. cửa phát sáng ngàn chưởng rực rỡ lóa mắt, làm cho tất cả tu sĩ ngoài đông thiên môn gần như là ngạt thở, trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hết thể trước mắt không thể tin được. trời mẹ ơi cửa phát sáng ngàn chưởng thiên kiêu đó hắn là thiên kiêu của phương gia đó em mà hắn là ai vậy chứ biết mà cửa phát sáng ngàn chưởng cũng không phải là người vô danh nhất định là hắn có thân phận rất cạo phượng già đó nghe tu sĩ chán có cơ bớt màu đen thời các này sắc mặt tái nhợt thân thể lão đảo lưu về phía sau trong lòng hắn hối hận mãnh liệt cũng có một tia oán khí anh à, ngửi người ngửi ngửi người nếu là tộc nhân của phương gia lại là có quyết mạch như vậy cần gì phải đi đồng thiện môn chứ cần gì làm khó ta vậy chứ bất quá cho dù là người có quyết mạch của cửa phát sáng ngàn trưởng nhưng mà trước mặt ta là chấp pháp bình thường cũng nói được trôi qua ngang tu sĩ này không ngừng hít thở thời khắc này vô cùng thấp thỏm lo âu phung tâm toàn bộ toàn thân cái đó ngẩn người ngẩn ngơ ngơ ngác nhìn Mạnh hạo không nói ra nửa câu nếu chỉ có như vậy cũng thôi đi Nhưng mà tiếp theo đó Ngay cả thân thể của Mạnh Hạo Hoàn toàn bước chân vào cửa Thì đột nhiên cửa này nổ ầm ầm vang trời tia sáng trong nháy mắt Đã một lần nữa dâng cao Ngàn trưởng, ngàn gửi trưởng Hai ngàn trưởng, hai ngàn gửi trưởng Cho đến sau thời gian mấy cái hô hấp tia sáng thoáng cái đã đạt đến ba ngàn trưởng Phù một tiếng Tu sĩ có cái bớt màu đen Cả người dường như là trong nháy mắt này Mất đi tất cả tu vi và khí lực hắn ngồi sụp trên mặt đất sắc mặt trắng bệch không có một chút máu bà bà ngàn trưởng cái sống rồi ta sống rồi nếu mà hắn chỉ là ngàn trưởng ta còn có thể nói mình là chấp pháp bình thường nhưng mà hắn hắn quyết mạch của hắn không ngờ làm cho cánh cửa phát sáng ba ngàn trưởng tộc nhân như vậy ta ta chẳng những lãng như thế trước đó các tu sĩ ngoại tộc của phương gia bảo vệ đông thiên môn bao vây Cười lạnh nhạt chăm biếm mạnh hạo kia Thế các này toàn bộ đều biến sắc Gia đội tê dại Khủng khiếp đến cực hạn Mà những người xếp hàng ở ngoài cửa kia Đều trợn mắt há hốc mồm Trong đầu kêu ông ông Ba, ba ngàn trưởng đó Đây là quyết mạch gì vậy chứ Gần giới Dạy công tử để nhất thiên kêu của phương gia luôn Vệ công tử đi qua cái cửa này Là đạt tới độ cao tám ngàn trưởng Hắn, hắn là ai vậy chứ Giữa khắc này chỉ những bọn họ đang chấn động mà trong đông thắng tinh trong tổ trạch của phương gia có một cái chuông to lớn vào phút này cái chuông này tự nhiên kêu lên cái tiếng chuông truyền khắp cả tất cả chi nhánh của phương gia người ngoài không nghe được nhưng mà chỉ cần tộc nhân của phương gia đều sẽ trong nháy mắt vang vọng trong ốc trong tổ trạch trong đại điện một cái lão già đầu tóc bạc trắng đang khoanh chương tĩnh tọa thân sắc của lão uy nghiêm ánh mắt lấp lánh như là điện cũng có ý sâu sắc Phía dưới lão còn có 7-8 người khác Thời khắc này bọn họ đang nhìn nhau nói chuyện Đúng lúc này tiếng chuông vang vọng Toàn bộ người trong đại điện đều hơi đổi sắc Rối rít ngẩng đầu lên Cổ tộc nhân quyết mạch nồng đậm Bước chân vào cửa phương gia Dẫn động tiếng chuông Chỉ có tộc nhân lần đầu xuất hiện Cửa phát sáng ngàn chuông trở lên Mới có thể làm cho đạo chuông tự gõ Là người giảng bối nào vậy chứ Đi khảo nghiệm quyết mạch của mình sao mỗi người đều kinh ngạc cái lão già ở phía trên chầm rãi ngẩng đầu cũng lộ ra có vẻ nghi hoặc tại phương gia thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân sau khi hành tiên thì bước chân vào cửa của phương gia để khảo nghiệm quyết mạch duy chỉ có lần đầu tiên mới có thể dẫn động đạo chung thời các này có rất là nhiều khu vực của phương gia đều truyền ra cái tiếng kêu kinh ngạc thập cửu thúc của mạnh hạo đang ngồi ở bên một cái bờ hồ trong tay cầm một cái bầu rượu sắc mặt ẩm đạm chàng đầy chua xót khi mà tiếng chuông truyền ra Dường như hắn đã không nghe Vẫn uống rượu như thường Bên cạnh của hắn có một cái thanh niên Thời khắc này mày ủ mặt ê Đang đứng chọng ngược tại đó Còn có một chỗ địa điểm Nơi đó bốn phía mặt đất đen như mực Có núi lửa đang cháy bùng lên Chỗ sâu trong cái núi lửa Có một nam nhân trung niên đang khôn chân tỉnh tọa Thời khắc này cặp mắt bỗng nhiên hé lộ Lộ ra có một cái tia sáng Một chỗ khu vực khác Là một cái vùng sa mặt đỏ như máu trong sa mạc có một thanh niên đang ngồi trong đó thời khắc này khẽ ngẩng đầu lên nhìn hướng lên chân trời rất là nhiều khu vực phàm là tập nhân có phương gia đều nghe được tiếng chuông cái tiếng chuông này vang lên cái tiếng thứ nhất không ít người chú ý cái tiếng thứ hai rất ít người đổi sắc nhưng mà sau khi vang vọng cái tiếng thứ ba đã có người thất kinh cái tiếng chuông vang lên ba lần sau đó còn không có ngừng lại mình hậu ở trong cửa của phương gia không có bước ra mà đứng ở trong cửa đó bốn phía truyền đến những cái luồng khí tức nhu hòa trôi đi toàn thân cái khí phát huyết mạch Mạnh hạo bình tĩnh mà không đổi sắc nếu mà hắn đã lựa chọn cái con đường này vậy thì phải làm đến lông trời lở đất thời khắc này mình hạo hít sâu một hơi không chậm chệ một chút nào hoàn toàn buông xa quyết mạch toàn thân để cho cái lực lượng nhu hòa nơi cái cửa phương gia này hoàn toàn dò xét toàn bộ cái nồng độ quyết mạch của mình trong chớp mắt cái cửa ánh sáng ở mầm bào phát từ 3.000 trượng đột phá tới 4.000 trượng, khiến cho cái tiếng chuông vang lên cái tiếng chuông thứ tư. Cái tiếng chuông thứ tư này truyền vào trong tay của tộc nhân phương gia, khắp đồng thắng tinh, làm cho mọi người khiếp sợ. Nhưng mà ngay sau đó, khi cái ánh cửa, cái ánh sáng ở cánh cửa phương gia một lần nữa đột phá, đạt đến 5.000 trượng, tiếng chuông thứ năm lại vang vọng, lập tức chấn động phương gia. Năm tiếng chuông ai đang khẩu nghiệm quyết mạch vậy chứ không ngờ nồng đậm đến như vậy trong cái đám nhỏ đồng lứa phương gia ta người có thể đạt tới ánh sáng năm ngàn không tới năm mươi người mà người có thể đạt đến sáu ngàn trượng không tới mười người bảy ngàn trượng thì có ba đứa mà tám ngàn trượng chỉ có vậy công tử thôi trong lúc phương gia khiếp sợ thì cái thân ảnh của mình hạo trong cái cửa phương gia đã bị hào quan che lấp cái hào quan này là đạo quan không có người nào có thể nhìn thấu cái thân ảnh của hắn ở bên trong Mạnh hào ở trong hào quang hít sông một hơi Cặp mắt nhón lên một cái Cái cửa ánh sáng này lại một lần nữa À mà mà bạo phát Từ năm ngàn trượng trực tiếp kéo lên đến sáu ngàn trượng Hào quang rực rỡ Vô biên vô tận Tất cả mọi người ngoài đông thiên môn Đều kêu lên thất thanh Cùng theo cái tiếng chuông thứ sáu truyền ra Cả phương gia toàn bộ đều chấn động Từng cái thân ảnh trong cái phút chốc Từ cái nơi ở của mình bay lên Bay thẳng tới đông thiên môn ngay cả các lão tổ trong đại điện tổ trạch cũng đều bay ra dịch chuyển tới. Ước chừng hơn mấy vạn người toàn bộ bay ra, trong đó có vô số cường giả đều đi ra bên ngoài Đông Thiên Môn, nhìn về phía cửa phương gia. Những cái tu sĩ ngoài Đông Thiên Môn kia vội lưu về phía sau, thân thể run rẩy, đầy mặt kích động, nhìn cái những thân ảnh từ Đông Thiên Môn đi ra kia, mỗi một người đều là tu sĩ của phương gia, mỗi người đều là cường giả, những cái người này toàn bộ nhìn về phía cửa phương gia Nhưng mà không ai có thể nhìn thấy thân ảnh ở bên trong được nữa Không biết là đứa nhỏ chi nhánh nào Không ngờ đặt đến cái loại trình độ này <laughs> Tổ tiên phụ hộ phương gia ta Lại ra một thiên kêu Sẽ là ai đây chứ Là Đào Nhi Hay là Tiểu Hải Hay là Hồng Nhi chứ Trong lúc người phương gia tới đây Đều đang mong đợi Thì từ trong đông thiên môn Lại đi ra bảy tám thân ảnh mà một người phía trước chính là cái lão già tóc trắng trước đó ngồi ở trong tổ trạch, cái lão nhân vừa mới bước ra, tất cả tộc nhân có phương gia, toàn bộ đổi sắc rối rít ôm quyền. À, Bái kiến đại trưởng lão, cái lão nhân này chính là phương thông thiên, là đại trưởng lão chủ trì nghiệp lớn của phương gia, sau khi nhiều lão tổ phương gia bế quan, lão chính là phương thông thiên, người cũng như tên, tu vi nói liền với trời đất sâu không đường được. thầy khắc này lão đi ra nhìn về phía cửa của phương gia. Cho dù là với tu vi của lão cũng không nhìn ra người ở trong cửa là ai. Chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Cửa phát sáng cao sáu ngàn trượng. Đây là sự kiện lớn lộng của phương gia ta. <laughs> tốt, tốt, tốt. Cũng có tộc nhân quyết mạch như vậy. Tương lai phương gia ta là có thêm một thiên kiêu rồi. <laughs> Phương Thông Thiên cười ha hả Càng ngày càng nhiều tộc nhân của Phương Gia Đi ra Đông Thiên Môn Mà giờ khắc này ở bên ngoài Đông Thiên Môn Các tu sĩ ngoại tộc Phương Gia Phụ trách bảo vệ cái cửa này Sớm đã bị dọa cho tứ chi mềm nhũng Gần như là sắp bị hù đến chết rồi Mà cái tên tu sĩ chán có cái bớt đèn kia Thì thân mình rung bận bật Bò trên mặt đất không đứng dậy nổi Thân hình của Phùng Tâm cũng đang run rẩy. Hắn nhìn những đại nhân vật bốn phía kia lại nhìn về phía cái cửa của phương gia đến giờ này hắn đều không thể tin hết thể những gì mình tìm thấy đúng lúc này cửa phương gia lại một lần nữa nổ ầm ầm cái tia sáng không ngờ là một lần nữa bạo phát sáu ngàn chuyện lại đạt đến bảy ngàn chuyện ở bên ngoài cửa mọi người của phương gia toàn bộ đều chấn động đại chúng lão phương thông thiên trong mắt tót ra cái tia sáng trước nay chưa từng có bảy ngàn trưởng sao trong cả thế hệ của phương gia cái người đặt tới bảy ngàn trưởng không tới mười người hôm nay ra thêm một người nữa là ai vậy chứ nhất định là tộc nhân chi nhánh ta hết thảy hết tám thành chính là đào nhi đứng ngang ngoài đông thiên môn khi mọi người của phương gia đều chấn động thì bảy tiếng đạo chung kia vang vọng trong tay của tất cả tộc nhân phương gia trong đồng thắng tinh Cùng lúc đó, thập cũ thúc của Mạnh Hậu đang uống rượu tại bờ hồ, thân thể khỏe rung lên, chậm rãi đặt cái bộ rượu xuống, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Bảy tiếng đậu chung Là ai lần đầu bước chân vào cửa của phương gia Hay là Chẳng lẽ là hậu nhi Thập cửu thúc Thân thể run rẩy Đứng bật dậy Vung tay một cái Cái thanh niên chống ngược kia hét thảm Bị cái nam nhân trung niên sách theo vọt thẳng lên bầu trời. À, phụ tăng, phụ tăng ơi, con sai rồi, con sai thật rồi. Truyền ra cái tiếng kêu thê lương thảm thiết của thanh niên, nhưng mà tập cũ thúc ngoảnh mặt làm ngơ, ngoắt một cái, mang theo cái gã thanh niên bay về phía đông thiên môn. Hắn muốn đi tìm xem, rốt cuộc có phải là mạnh hạo hay không. Cùng lúc đó, trong tổ trạch của phương gia, một chỗ đại điện khác chỉ có hai người, một lão già và một trung niên, hai người không chỉ ngồi tĩnh tọa đều nghe được tiếng chuông kia. Người đi nhìn thử xem, đây là tộc nhân của nhất mạch nào, nếu là nhất mạch của chúng ta thì thôi, nếu không phải thì dẫn tới đây, lão phù có thể thu thêm một đứa cháu. Cái lão già không có mở mắt, nhàn nhạt một lên tiếng. Cái nam nhân trung niên thần sắc uy nghiêm, cái gương mặt có hơi tương tự với Phương Tú Phong, gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, thân ảnh biến mất khi mà xuất hiện theo bất ngờ đã ở đầu cuối chân trời. Trong mắt của hắn chợt lóe sáng một cái Từ chắc bảy ngàn trượng Cho ra chỉ kém còn tầm một chút Cũng xứng trở thành để để của hắn rồi đây Giờ khắc này Phía dưới tổ trạch của phương gia Ở chỗ sâu dưới mặt đất Có một cái động phủ Trong cái động phủ tràn ngập cái tiên khí cực kỳ nồng đậm Bốn phía không ngờ Là dùng tiên ngọc tạo thành Một cái thanh niên thân trên ở trần Đang khoanh chân ngồi tỉnh tọa mà chung quanh của hắn có chín cái lão già thân thể khô héo toàn thân bị xích sắt chối cố định trên trận pháp phát ra cái tiếng gào thét theo cái thanh âm của bọn họ truyền ra thì từ trên người của bọn họ bị rút ra từng cái luồng tiên khí sắp nhập vào trong trận pháp sau đó bị cái thanh niên kia hấp thu vào trong cơ thể chung quanh động phủ còn có ba cái lão già đang ngắm nhìn một màn này trên mặt lộ có vẻ tươi cười <laughs> à, tự vì của công tử càng ngày càng tinh tiến rồi ngang giữa cái tượng cho của công tử phóng mắt nhìn khắp cả đệ cũ sơn hải đều là số một số hai cho dù là thiên kiêu của tam đại đạo môn ở trước mặt của công tử cũng phải cúi đầu đó công tử đã có ý nguyện không cần tới bao lâu sau khi trở thành chân tiên sẽ quét ngang tất cả thiên kiêu của đệ cũ sơn hải đó Đúng lúc này Tiếng chuông vang vọng Ba cái lão già hơi đổi sắc Nhưng mà cái thanh niên kia vẫn nhắm mắt tỉnh tọa Đồng thắng tin Người ngoài không nghe được tiếng chuông Nhưng mà tộc nhân của phương gia Lại càng ngày càng bay ra nhiều hơn Bay thẳng tới đồng tiền môn tụ tập ở bên ngoài cửa Nhìn cái cửa phương gia tỏa cái hào quang vô tận kia Hắn trời ơi Hắn đứt còn lại vậy chứ Không cần phải gấp Một hồi là có thể nhìn thấy được không quản hắn là ai người này sau này sẽ được gia tộc đãi ngộ nhất định sẽ khác biệt với người khác ở à... trong cái đám người thập cửu củ thúc của mạnh hạo cũng ở trong đó nhìn cái bóng người trong cửa của phương gia thân thể của hắn run run người khác chưa từng gặp mạnh hạo tự nhiên không nhận ra được nhưng mà hắn liếc mắt một cái liền từ trong cái bóng người mờ mờ kia cảm nhận được một chút quen thuộc hắn hắn là ai vậy không ngờ cái cửa phát sáng bảy ngàn chỗ ngang cái thanh niên bên cạnh tập cửu thúc Thời khắc này trợn mắt há hốc mồm Vừa kêu lên liền bị phụ thân vỗ mạnh một cái lên đầu a à, phụ thân Cái thanh niên vẻ mặt cầu xin Đang muốn nói cái điều gì đó Thì bóng nhiên một lần nữa văng lên cái tiếng nổ ầm ầm Cái cửa của phương gia lên một lần nữa Bùng phát hào quang Rầm 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 Từ 7.000 trượng trực tiếp vọt thẳng đến 8.000 trượng Cái loại độ cao này Cái loại khí thế này trong nháy mắt Làm cho tộc nhân của phương gia bên ngoài đông thiên môn Điều trợn mắt há hốc mồm. trời ơi, cái điều này, cái 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 điều này sao có khả năng chứ? Ta tám ngàn, ngàn trưởng đâu ấy. không ngờ, không ngờ lại đặt đến Ta tám ngàn trưởng. Vậy công tử cũng là tám ngàn trưởng luôn. Cái người này quyết mạch nồng đậm, không ngờ lại có thể sánh với vậy công tử nghe. Ở trọng tộc nhân có người nào đó có thể làm được điểm này chứ Không có khả năng rồi Trong trí nhớ của ta Không có tộc nhân nào có thể có quyết mạch như thế được ấy. Khi mà mọi người cứ phương gia ồ lên Thì có một số lão già sắc mặt ảm đạm Im lặng chầm mặt Có nội tâm chua xót Nhưng mà có người như họ ở trong đám người không nhiều lắm Bọn họ chính là dòng chính của phương gia Đã từng huy hoàng Giờ này đã trở thành quá khứ Theo gia gia của mình hậu mất tích Phụ thân của hắn đi nam thiên tinh Mà cái lão tổ dòng chính cũng bế quan không ra Dòng chính xuống dốc Trong gia tộc đã càng ngày càng ảm đạm Bọn họ nhìn cái cửa phát sáng vô tận kia Chí khẽ thở dài Ây, Nhất mạch của chúng ta Cũng đã từng có một thiên kiêu Đó mới là thiên kiêu chân chính Đáng tiếc Một năm trước vốn nghĩ hắn có thể trở về Nhưng giờ này lại không biết sống chết Trong cái đám người còn có một người Người này chính là nam nhân trung niên Vừa mới đến trước đó Chuẩn bị thu mạnh hạo làm nhất mạch của mình Hắn đang tươi cười đứng ở nơi đó Bên cạnh có không ít tộc nhân vây quanh Với hắn cầm đầu Nhưng giờ này ngay khoảnh khắc cửa phát sáng 8 ngàn trưởng Cặp mắt của hắn chờ coi rút lại Ở sâu trong mắt không ngờ lộ ra một chút sát cơ Không quả hắn đối phương là ai Nhưng mà quyết mạch 8 ngàn trưởng Đã quy hiếp đến con của hắn Đại trưởng lão Phương Thông Thiên Cái cặp mắt hơi coi rụt lại Không thể nhìn thấy Nhưng mà trên mặt lão là một cái vẻ hiền hòa Cũng có phấn chấn Tốt, tốt, phương gia ta xem ra sẽ xuất hiện một cái trí tôn thiên kiêu sống dài cùng với phương dạy đấy. Phương gia chấn động. Khi mà tiếng chuông thứ 8 vang vọng trong đông thắng tinh, các tộc nhân không có bay ra kia cũng đều từng người chấn động, bất luận là thanh niên tỉnh tọa trong sa mạc màu máu hay là thanh niên tu hành trong núi lửa, đều nghe khoảnh khắc này bay ra. Mở trong tổ chạch, cái lao già phái con nói giọng đi ra bên ngoài kia bỗng nhiên lão mở mắt ra trong mắt toát ra một tia sáng kinh khủng tám ngàn chữ trong tộc nhân phương gia thế hệ này trừ tôn nhi của ta ra không ai có được quyết mạch nồng đậm như vậy người này không phải là tộc nhân của phương gia trình đông thấn tinh hắn hắn là cơ tên tiểu tạp chúng chết tiệt kia hắn là không chết cái lão già trong mắt bỗng nhiên lé lên sát cơ nhưng mà rất nhanh thì nhíu mày cái nội tâm của lão đều có kiên kỵ Nơi này là đông thắng tinh Mà phương gia đạo ủng quá sâu Cho dù lão thân là tộc nhân ở trước vị cao Nhưng cũng không dám công khai vi phạm Chữ tiệt Hắn cao ngạo phách lối như vậy Có thể thấy được tâm cơ rất là âm chậm Thời khắc này Phương gia đông thắng tinh Tôn bộ đều bị chấn động Cái độ cao cửa phát sáng của mạnh hạo nơi này đã chạy song song với phương vệ để nhất thiên kiêu của phương gia. Cái loại nồng độ quyết mạch này có thể nói là quá kinh khủng. Tộc nhân bình thường thì hưng phấn, nhưng mà những tộc nhân nắm quyền thế cùng với tu vi cao thâm kia thì từng người đều sắc mặt đại biến. Đối với trong cái tộc nhân xuất hiện thiên kiêu, bọn họ cao hứng, nhưng mà nếu cái này tăng thêm đến một cái loại trình độ khủng bố thì cái chuyện này không phải là vui sướng. Một khi lây chuyển cái địa vị của phương vệ, như vậy thì long tranh hữu đấu nhất định có người thua cái chuyện này dính tới tranh đấu phe phái vô cùng phức tạp mạnh hào ở trong cửa của phương gia tờ khắc này nhắm mắt lại quyết mạch của hắn toàn bộ đã sôi chào chạy khắp toàn thân hắn có thể cảm nhận được dường như là quyết mạch của mình còn có dư lực hít sâu mạnh một hơi cặp mắt của mạnh hào bỗng nhiên lóe lên một cái <laughs> nếu đã cao ngạo phách lối thì phải triệt để một chút mới đúng nghe tư vị của hắn ầm mầm bạo phát, huyết mạch chạy một vòng, toàn bộ nổ ầm ầm, lập tức phương gia chấn động, mà cái ánh sáng bên ngoài cũng trong cái chớp mắt từ tám ngàn trượng trực tiếp kéo lên tám năm trăm 8 tám chín trăm 000 chín nhất thời khắp nơi ồ lên một tiếng, nhưng mà vừa mới xuất hiện thì lập tức im bặt, bởi vì lúc này ánh sáng vẫn còn liên tục chín một trăm 9 chín hai trăm chín năm trăm chuyện chín bảy trăm cho đến chín chín trăm rồi 10.000 trưởng Mà tất cả tộc nhân của phương gia toàn bộ chấn động đến cực hạn. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên hai mắt hiếp lại, nhưng mà trên mặt lại mỉm cười. Những cái lão già tộc nhân của phương gia chung quanh đều nhíu mày, nhưng mà tộc nhân bình thường thì lại hoan hô vang trời. <laughs> Mười ngàn trưởng rồi Vừa qua dễ công tử Trình độ quyết mạch này của người này Trước này chưa từng có nghe ở cái cửa phát sáng mười ngàn trộn á Sổ ghi chép của phương gia mấy vạn năm nay Chưa từng có xuất hiện luôn á Trời ơi trong chuyện thế chỉ có tổ tiên nằm đó Mới cao tới mười ngàn trưởng thôi Người này quyết mạch phản tổ rồi Thập củ thúc của Mạnh Hậu Cực kỳ phấn chấn Cặp mắt lóe lên ánh sáng mạnh liệt <laughs> Nhất định Nhất định hậu nhi rồi Cũng chỉ có con của đại ca Trưởng tung nhất mạch dòng chính Mới có thể có được quyết mạch như vậy thôi Kinh Đồng Thắng Tinh cái, cái tiếng chuông thứ 9 và thứ 10 vang lên Cái lão già dạ trong tổ trạch đứng bật dậy Trong mắt đầy có vẻ không thể tin Mà ở phía dưới mặt đất Trong cái động phủ Cái thanh niên đang hấp thu cái tiên khí của chính cái lão già dạ kia Bỗng nhiên mở hé mắt Cái động tử trong mắt là màu tím Lộ ra cái tia sáng kỳ lạ Hắn là hắn đã trở về rồi sao Cái thanh niên chậm trải mà lên tiếng Một ngày này Tất cả tộc nhân của phương gia đều chấn động Một ngày này ngoài Đông Thiên Môn tập trung nhân số đông nghịch trước nay chưa từng có. Một ngày này, tộc nhân của Phương Gia có hơn phân nửa cường giả đều đã bay ra ngoài Đông Thiên Môn. Một ngày này, với các tu sĩ xếp hàng ngoài Đông Thiên Môn trước đó cũng là một cái ngày cả đời này đều không thể quên. Một ngày này cũng là một ngày phùng tầm, cảm giác quan đường nhất trong cả đời của mình. Hắn quen biết một vị tu sĩ họ mạnh. Đối với cơ đối phương bước chân vào trong cửa phương gia, cái cửa phát sáng 10.000 trưởng, xác lập một cái truyền thuyết, xác lập một cái thần thoại. Cái tiếng sấm từ trên cửa chính của phương gia còn vang vọng bốn phương tám hướng. Trong cái chớp mắt này, cái tia sáng dần dần tiêu tán. Giờ khắc này, tất cả tộc nhân của phương gia đều đồng loạt nhìn về phía cái cửa chính, dần dần theo cái tia sáng ảm đạm, từ từ lộ ra một cái bóng người xa lạ ở trước mặt của mọi người. Thân thể cao lớn, mặc cái áo dài màu lam nhạt, một cái đầu tóc đen tung bay, sắc mặt có hơi vàng nhưng nến, hơi gầy nhưng mà hắn ở đứng ở nơi đó dường như là đứng trên vòng mặt trời Bước chân vào trong đỉnh phong Hai mắt của hắn tỏa ra cái ánh sáng giống như ánh sao Hắn đứng nơi đó Quét mắt nhìn bốn phía Mọi người trước mặt của hắn hình như là có một chút lúng túng Không có tự nhiên Gia phụ Phương Thú Phong cha mẫu mạnh lệ Ta là có người tỷ tỷ tên là Phương Du Ta theo họ mẫu thân kêu là mạnh hạo Bái kiến các vị gia gia nãy nãy Thúc thúc bá bá đầy đầy mưa mũi Mạnh hạo ôm quyền Cuối đầu thật sâu mà lên tiếng. Đã kết thúc tập 268 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 269 của bộ truyện Ngã Dù Phong Thiên của tác giả chỉ Cần nhé.